Kính chào quý vị và các đồng chí. Đối với các cường quốc quân sự biển, tàu ngầm của Hải quân luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng, nhất là trong chiến tranh hiện đại, khi mà yếu tố bí mật, tốc độ, vũ khí uy lực và chính xác là điều kiện cốt yếu để giành chiến thắng. Hiện nay, các cường quốc quân sự liên tục nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất các thế hệ tàu ngầm hiện đại để thống lĩnh đại dương. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số tàu ngầm hạt nhân mạnh nhất đang được sử dụng trên thế giới. Đầu tiên là tàu ngầm tấn công năng lượng hạt nhân lớp Virginia. Virginia là lớp tàu ngầm tấn công xương sống của Hải quân Mỹ ở thời điểm hiện tại. Nó được thiết kế nhằm thay thế vai trò của tàu ngầm lớp Los Angeles và kể cả lớp tàu ngầm Seawolf với chi phí quá đắt đỏ và phức tạp. Tàu ngầm lớp Virginia được Hải quân Mỹ gọi là những tàu ngầm tấn công nhanh bởi đặc tính tàng hình, hoạt động linh hoạt tại các vùng biển gần bờ của chúng. Cùng với vũ khí chính xác, có thể nhanh chóng tấn công các mục tiêu. Nó được trang bị công nghệ tàng hình thế hệ mới nhất cùng hệ thống vũ khí vô cùng uy lực, biến nó thành một sát thủ cực kỳ đáng sợ trong vùng nước sâu giữa đại dương cũng như vùng duyên hải ven bờ. Thông số kỹ thuật cơ bản: lượng giãn nước đầy tải 7.800 tấn, chiều dài 114,9 m, chiều rộng 10,3 m, lặn sâu tối đa 244 m, thủy thủ đoàn 134 người. Trái tim của tàu là lò phản ứng hạt nhân S9G do General Electric chế tạo, cho phép chạy với tốc độ tối đa 46 km/h khi nổi hoặc 59 km/h khi lặn. Tầm hoạt động không giới hạn, có thể làm việc liên tục 33 năm mà không cần tái nạp nhiên liệu. Vũ khí trang bị của tàu gồm 12 ống phóng thẳng đứng với cơ số 16 tên lửa hành trình đối đất UGM-109 Tomahawk. Bên cạnh đó là 4 ống phóng lôi cỡ 533 mm tương thích với ngư lôi hạng nặng MK48 hoặc tên lửa chống tàu Sub Harpoon và dự trữ 26 tên lửa ngư lôi. Tàu ngầm lớp Virginia có thể tiêu diệt tàu ngầm và tàu mặt nước bằng ngư lôi hạng nặng từ khoảng cách hơn 30 km hay tấn công các mục tiêu trên bờ bằng tên lửa hành trình từ khoảng cách hàng ngàn km. Đặc biệt, đây là lớp tàu ngầm đầu tiên của Mỹ được thiết kế với khả năng tiếp nhận hoặc triển khai lính đặc nhiệm hải quân trong khi tàu vẫn đang ở chế độ lặn. Virginia là tàu ngầm đầu tiên trên thế giới được trang bị cột buồm lượng tử ánh sáng thay cho kính tiềm vọng truyền thống. Cặp cột buồm lượng tử ánh sáng AN-BVS-1 bao gồm một máy ảnh độ phân giải cao có khả năng hoạt động trong điều kiện ánh sáng yếu, một cảm biến hồng ngoại, máy đo khoảng cách laser. Hệ thống này cung cấp giám sát thời gian thực một cách liên tục, giúp nâng cao khả năng nhận thức tình huống. Virginia cũng là tàu ngầm đầu tiên trên thế giới được điều khiển theo công nghệ fly-by-wire, sợi quang thông qua thanh điều khiển hostar, tương tự như việc lái máy bay chiến đấu. Cảm biến chính của tàu là bộ định vị thủy âm mảng pha đa chức năng BQQ-10, được đánh giá là đã tạo ra cuộc cách mạng trong công nghệ dò tìm, tấn công mục tiêu dưới nước. Hiện nay, Hải quân Mỹ vẫn đang tiếp tục nghiên cứu, nâng cấp các phiên bản mới của Virginia như Block 3 Virginia với nhiều bộ phận được thiết kế lại, chủ yếu ở phần đầu tàu. Phần đầu tàu, ngoài 12 ống bắn tên lửa hành trình Tomahawk độc lập, thay thế bằng 2 ống bắn VPT cỡ lớn. 2 ống bắn này không chỉ có thể lắp tên lửa Tomahawk mà còn có thể lắp nhiều loại vũ khí khác. Mặc dù ra đời đã lâu, nhưng tàu ngầm lớp Akula được NATO gọi là Typhoon vẫn chứng tỏ được vị trí quan trọng của mình trong Hải quân Nga bởi nó sở hữu những tính năng và thông số ấn tượng như kích thước khổng lồ, khả năng hoạt động cực êm và mang tên lửa đạn đạo. Akula được nghiên cứu và phát triển từ đầu những năm 70 của thế kỷ 20 với tên ban đầu là Project 941 và được NATO định danh là Typhoon. Nó là thế hệ tiếp nối của tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Delta. Trong tiếng Nga, Akula có nghĩa là cá mập, và đúng như cái tên, tàu ngầm Akula là một con quái vật chính hiệu của các hạm đội Nga, với trọng tải choán nước lên đến 48.000 tấn khi lặn và 24.500 tấn khi nổi. Chiều dài của nó lên đến 175 mét. Tàu ngầm lớp Akula có thiết kế đa thân với 5 thân nằm bên trong thân chính. Tàu có tất cả 19 khoang, bao gồm một khoang mô đun được gia cố chắc chắn chứa phòng điều khiển chính và khoang thiết bị điện tử nằm ở phía trên các thân tàu, phía sau các ống phóng tên lửa. Là một trong những tàu ngầm có thiết kế độc đáo nhất từ trước đến nay, với lớp vỏ chịu offset được thiết kế khá phức tạp, cho phép nó lặn sâu được 400 mét. Cấu trúc đan chéo nhau của các thanh đỡ trong thiết kế trải dài của Akula giúp dàn trải áp lực lên đều thân tàu. Đặc biệt, thiết kế của tàu cho phép nó di chuyển dưới băng và phá băng. Do được thiết kế đặc biệt, tính thủy động lực học cao, Akula đã làm NATO ngạc nhiên với khả năng hoạt động cực êm. Năm 2012, các phương tiện truyền thông đưa tin một tàu ngầm lớp Akula đã hoạt động trong vịnh Mexico mà không bị phát hiện, đã gây ra cuộc tranh cãi trong giới quân sự Mỹ. Akula được trang bị 2 lò phản ứng hạt nhân công suất 190 MW và 2 tua bin công suất 45.000 đến 50.000 mã lực cùng 2 động cơ diesel công suất 800 kW. Tàu đạt tốc độ 22 km/h khi nổi và 46 km/h khi lặn. Nó có thể hoạt động liên tục 180 ngày đêm dưới biển. Biên chế của Akula gồm 160 thành viên thủy thủ đoàn. Về vũ khí, Akula mang được 20 quả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa R-39 có tầm bắn 8.300 km, có thể mang được đầu đạn nổ thông thường hoặc đầu đạn hạt nhân 500 kiloton. Bên cạnh đó, R-39 còn có khả năng mang được đầu đạn hạt nhân tấn công đa mục tiêu. Bên cạnh khả năng phóng tên lửa đạn đạo, nó còn mang theo cả ngư lôi để tiêu diệt các tàu ngầm khác. Gồm có 6 ống phóng với 20 phương tiện phóng là các máy phóng hoặc các thiết bị tương tự. Akula có thể phóng ngư lôi RPK-2 hoặc ngư lôi Type 53 với khả năng tấn công các tàu khu trục, tàu hộ vệ tên lửa, tàu ngầm cỡ nhỏ và các khinh hạm. Đặc biệt là ngư lôi RPK-7 dùng để tấn công các tàu ngầm cỡ lớn và tàu sân bay. Ngoài ra, tàu ngầm này còn được trang bị thiết bị phát hiện tàu ngầm. Đây là thiết bị tìm kiếm và tấn công chủ động hoặc bị động, được treo trên thân tàu phía dưới khoang chứa ngư lôi. Tàu được gắn radar phát hiện mục tiêu nổi. Các thiết bị đối phó gồm thiết bị hỗ trợ điện tử ESM, hệ thống cảnh báo radar và hệ thống định vị. Akula còn có cả hệ thống thông tin liên lạc radio và vệ tinh. Tàu được trang bị 2 phao anten nổi để thu tín hiệu radio, dữ liệu chỉ thị mục tiêu và tín hiệu dẫn đường vệ tinh khi hoạt động sâu và dưới các lớp băng. Do hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân cùng với sự phát triển mạnh mẽ trong công nghệ chế tạo tàu ngầm hiện nay của Hải quân Nga, số lượng tàu ngầm lớp Akula hiện đang hoạt động chỉ còn rất ít và trong tương lai gần sẽ ngừng hẳn hoạt động của lớp tàu này. Khi nhắc tới tàu ngầm hạt nhân, ta thường cho rằng đó phải là tàu ngầm cỡ lớn, lượng giãn nước trên 10.000 tấn. Tuy nhiên, tập đoàn đóng tàu DCNS của Pháp đã thiết kế sản xuất thành công tàu ngầm hạt nhân có kích cỡ rất nhỏ thuộc lớp Rubis. Rubis được thiết kế dựa trên khung thân cơ sở tàu ngầm diesel điện Agosta, dùng chung hệ thống điều khiển hỏa lực, hệ thống phóng ngư lôi và hệ thống định vị thủy âm. Nó có chiều dài 72,1 m, rộng 7,6 m, mớ nước 6,4 mét, lượng giãn nước khi lặn là 2.670 tấn. Tàu ngầm lớp Rubis được thiết kế để phục vụ 3 lớp nhiệm vụ: bảo vệ các lực lượng hải quân đang tác chiến trên biển, thực hiện các hoạt động răn đe và tấn công hạt nhân tiêu diệt hải quân đối phương, trinh sát thu thập thông tin tình báo hoặc tham gia các chiến dịch đặc biệt. Với các lớp nhiệm vụ quan trọng này, Rubis được trang bị các loại vũ khí và thiết bị tác chiến điện tử mạnh và hiện đại. Hệ thống vũ khí của Saphir S602 gồm 4 ống phóng 533mm dành cho các ngư lôi chiến thuật F21, một trong những loại ngư lôi nguy hiểm bậc nhất thế giới do hãng DCNS của Pháp phát triển nhằm thay thế ngư lôi F17. Ngư lôi F21 dài 6m, nặng 1,2 tấn, có tầm bắn đến 50 km và tốc độ 46 đến 58 km/h. F-21 sử dụng pin điện nên hoạt động yên tĩnh và có độ ồn cực thấp. Sau khi phóng, tàu ngầm sẽ di chuyển về khu vực an toàn. Có ngư lôi được dẫn hướng bằng dây quang hướng thẳng vào mục tiêu với vận tốc tối đa. Các chuyên gia quân sự đánh giá F-21 có hiệu suất đánh trúng mục tiêu cao bậc nhất thế giới. Saphir S602 còn được trang bị các tên lửa đối hạm SM-39 Exocet. Tên lửa này nặng khoảng 675 kg, được bắn từ dưới nước bằng ống phóng ngư lôi. Exocet được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính và radar, sử dụng nhiên liệu rắn hoặc động cơ turbojet, có tầm bay tối đa là 70 km. Sự nguy hiểm thực sự của Saphir S602 lại nằm ở các thiết bị tác chiến điện tử. Bên cạnh hệ thống thủy âm DMUX-20, radar tìm kiếm mục tiêu dưới mặt nước DRUA-33, Saphir S602 còn được trang bị các hệ thống cảm biến điện tử và ngụy trang, giúp nó có thể dễ dàng thoát khỏi sự theo dõi của đối phương để tiếp cận mục tiêu. Con tàu được trang bị một lò phản ứng hạt nhân 48 MW, cung cấp năng lượng cho tàu hoạt động liên tục trong 20 đến 25 năm mới phải thay nhiên liệu. Ngoài ra, tàu còn được trang bị một động cơ điện, một động cơ diesel. Nó có khả năng đạt tốc độ tối đa 25 hải lý trên giờ và thủy thủ đoàn khoảng 50 người. Các chuyên gia quân sự nhận định, dù không phải thế hệ tàu ngầm mới nhất, nhưng với thiết kế nhỏ gọn, cơ động và hệ thống tác chiến điện tử hiện đại, tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Rubis của Pháp vẫn luôn là mối đe dọa nguy hiểm với mọi biên đội tàu sân bay trên thế giới. Victor III là tên NATO định danh cho biến thể của lớp tàu ngầm hạt nhân tấn công theo đề án 671 của Nga. Victor III được thiết kế để tấn công tiêu diệt các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo, bảo vệ cho hạm đội tàu mặt nước. Tổng cộng 25 chiếc tàu ngầm loại này đã được chế tạo từ năm 1979 tới năm 1991. Do được thiết kế với nhiệm vụ chính là săn lùng tàu ngầm đối phương, Victor III trang bị nhiều hệ thống định vị thủy âm hiện đại và đặc biệt là kho vũ khí chống ngầm đồ sộ cùng độ ồn rất thấp khi hoạt động. Victor III có chiều dài 106,1 m, rộng 10,6 m, mớ nước 8 m, lượng giãn nước khi lặn lên đến 7.250 tấn. Tàu được vận hành bởi đội ngũ thủy thủ đoàn gồm 102 người. Được thiết kế với kiểu dáng hình giọt nước đem lại tốc độ bơi rất cao. Trên tàu được trang bị hai lò phản ứng hạt nhân VM4 có tổng công suất 144 MW, cung cấp năng lượng cho con tàu hoạt động trong nhiều năm. Victor III có thể đạt tốc độ 19 km/h khi nổi và 57 km/h khi lặn. Tàu hoạt động hiệu quả ở độ sâu 320 m và tối đa là 400 m. Thời gian hoạt động ở xa căn cứ của tàu là 80 ngày. Ngoài tốc độ bơi cực nhanh, tàu ngầm hạt nhân Victor III còn có độ ồn rất thấp khi hoạt động. Điều này được chứng minh rõ nét trong vụ việc ngày 29 tháng 6 năm 1996, Đại sứ quán Nga đã thông báo cho Hải quân Anh đề nghị đưa tàu ra đón một thủy thủ Nga bị viêm ruột thừa cách quần đảo Cambridge khoảng 240 km. Khi đó, Hải quân Anh mới nhận ra sự có mặt của tàu ngầm Nga ngay gần lãnh thổ. Victor III chỉ bị phát hiện khi nó tự nổi lên để chuyển bệnh nhân cho trực thăng. Điều đó chứng minh rằng khả năng ẩn nấp của loại tàu này rất cao. Về kho vũ khí của Victor III, đây thực sự là cơn ác mộng đối với tàu ngầm, tàu mặt nước của đối phương. Nó được trang bị hai loại ống phóng ngư lôi cỡ 650 mm và 4 ống phóng cỡ 533 mm, cho phép phóng rất nhiều loại tên lửa chống ngầm và ngư lôi, như tên lửa hành trình chống ngầm 81R mang theo ngư lôi Type 40 hoặc bom hạt nhân tấn công tàu ngầm ở cự ly 35 đến 45 km. Ngư lôi Type 6576 chuyên dùng chống tàu sân bay với tầm bắn 50 km. Ngư lôi Type 5365K có tầm bắn 19 km, đầu đạn nặng 307 kg. Đặc biệt, nó có thể triển khai ngư lôi nhanh nhất thế giới VA111 Scavan, hay còn được gọi là ngư lôi siêu khoang. Đây là ngư lôi có tốc độ nhanh nhất thế giới, lên đến 370 km/h, lắp đầu đạn thuốc nổ nặng 700 kg, cho phép diệt tàu ngầm chỉ bằng một phát bắn. VA111 đạt tầm bắn tối đa 11 đến 15 km, độ sâu hoạt động 100 m. Các hệ thống định vị thủy âm của Victor III bao gồm MGK 500, SCAD 2M, SCAD B và RUJA P. Ngoài ra, tàu còn có hệ thống quản lý thông tin chiến đấu Omnibus và đài radar định vị phát hiện mục tiêu tổng hợp MRK-500KK. Để giữ bí mật thông tin liên lạc, phát hiện tàu địch, Victor III còn có khí tài tác chiến điện tử gồm MRP-21A, Zalip P, Jonah, Anis và Zavesta. Cuối cùng là lớp tàu ngầm tấn công hạt nhân tiên tiến nhất thế giới Astute do BAE Systems sản xuất. Astute là một trong những tàu ngầm đắt đỏ nhất thế giới với chi phí lên đến gần 1,8 tỷ đô la Mỹ mỗi chiếc. Giới quân sự thế giới cho rằng Astute của Hải quân Anh là loại tàu ngầm hạt nhân tấn công mạnh nhất thế giới hiện nay. Tàu ngầm hạt nhân tấn công Astute được nghiên cứu phát triển từ những năm 1990 dựa trên tàu ngầm Trafalgar cho Hải quân Hoàng gia Anh. Tàu có lượng giãn nước toàn tải khi lặn tới 7.400 tấn, dài 97 m, rộng 11,3 m và mớ nước 10 m. Tàu được vận hành bởi thủy thủ đoàn chỉ gồm 98 người, điều đó cho thấy con tàu có tính tự động hóa rất cao. Trái tim của tàu chính là hai lò phản ứng hạt nhân Rolls-Royce PVKR thuộc kiểu lò phản ứng nước áp lực. Nhờ những tiến bộ về công nghệ, tàu sẽ không cần phải tiếp nhiên liệu dù có đi 40 lần vòng quanh trái đất hay hoạt động trong suốt 25 năm. Tàu sử dụng hai tuốc pin Alastom đơn trục với hai máy phát điện diesel MTU 600 kW. Hệ thống điện tử CAE thu nhận thông tin từ các thiết bị đo đạc để kiểm soát độ sâu và tích hợp điều khiển kỹ thuật số. Nhờ đó, tàu ngầm Astute có thể đạt vận tốc tối đa 54 km/h và lặn sâu trên 300 m. Bên trong khoang tàu được trang bị hệ thống tự tạo oxy lấy từ nước biển, giúp con tàu không cần nổi lên khỏi mặt nước mà vẫn cung cấp đủ khí oxy cho các thủy thủ đoàn. Không chỉ có khả năng hoạt động xa bờ, lặn liên tục trong thời gian dài mà không cần tiếp nhiên liệu, thân tàu ngầm còn được phủ 39.000 khối vật liệu cách âm, khiến con tàu tàng hình trước các hệ thống định vị thủy âm của đối phương. Truyền thông Anh từng ca ngợi tàu ngầm Astute tạo ra tiếng ồn hoạt động còn ít hơn một con cá heo. Tàu ngầm Astute sử dụng hệ thống quản lý chiến đấu ACMS do BAE Systems Insight cung cấp. ACMS nhận dữ liệu từ hệ thống định vị thủy âm và các cảm biến khác thông qua các thuật toán tiên tiến và xử lý dữ liệu, hiển thị hình ảnh theo thời gian thực trên các màn hình. Điểm đặc biệt của Astute chính là ở hệ thống định vị và trinh sát gồm radar định vị băng tần 1. Hệ thống định vị thủy âm được giới thiệu là tốt nhất trong các loại định vị thủy âm trên tàu ngầm hiện nay SS2076 và bản đồ thủy văn chính xác cao DSO25 cho phép phát hiện mục tiêu từ cự ly 4.800 km. Chính nhờ khả năng phát hiện mục tiêu từ siêu xa mà tàu ngầm Astute luôn chiếm thế chủ động, trở thành kẻ săn mồi giữa đại dương và là nỗi kinh hoàng của đối thủ. Về vũ khí, Astute được trang bị 6 ống pháo ngư lôi cỡ 533 mm, có thể bắn tên lửa hành trình tầm xa, tên lửa hành trình chống tàu, ngư lôi và thủy lôi. Hai loại vũ khí chính đang được trang bị cho lớp tàu Astute là tên lửa hành trình Tomahawk và ngư lôi hạng nặng Spearfish. Trong đó, tên lửa hành trình Tomahawk Block 4 đạt tầm bắn xa đến 1.700 km, tốc độ hành trình cận âm 880 km/h. Điểm nhấn đối với loại tên lửa này là kết hợp nhiều công nghệ dẫn đường tiên tiến, cho phép nó tấn công mục tiêu ở tầm cực xa với độ chính xác lớn. Nó còn được trang bị đường truyền vệ tinh 2 chiều, cho phép tái lập trình đường bay tên lửa, giảm khả năng bị đánh chặn. Về phần ngư lôi hạng nặng Spearfish, vốn được người Anh thiết kế nhằm tiêu diệt tàu ngầm tốc độ cao lặn sâu. Ngư lôi có trọng lượng tới 1,8 tấn, dài 7 m, lắp đầu đạn nặng 300 kg. Spearfish đạt tầm bắn xa đến 54 km nếu di chuyển ở tốc độ thấp hoặc 23 km nếu di chuyển tốc độ cao khoảng 150 km/h. Ngư lôi được điều khiển qua dây với đầu tự dẫn chủ động pha cuối. Với hai loại vũ khí này, Astute có thể tự tin đối đầu với mọi loại tàu ngầm, tàu mặt nước của đối phương. Không những thế, nó còn thậm chí thực hiện các cuộc oanh tạc tầm cực xa với độ chính xác siêu cao. Trong lịch sử, Hải quân Anh đã từng là một lực lượng hùng mạnh nhất trên thế giới. Tuy nhiên, hiện nay vị thế đó không còn được duy trì khi mà hải quân của các cường quốc quân sự như Mỹ và Nga đang nổi lên. Với sự ra đời của lớp tàu ngầm Astute cực kỳ hiện đại này, thì dường như uy lực Hải quân Anh đang dần lấy lại vị thế của mình trong lòng đại dương. Chương trình tạp chí khoa học quân sự tuần này xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các đồng chí có thể xem lại nội dung các chương trình đã phát sóng trên trang thông tin điện tử tổng hợp của kênh QPVN tại địa chỉ www.qpvn.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.